Chào mừng quý vị đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm tóm tắt thị trường cho thuê của condo quý 2 năm 2018. Theo thống kê của Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý 2 năm nay có tổng số 8.497 giao dịch cho thuê, giảm 0.6% so với quý 2 năm 2017 có 8.545 giao dịch. Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý 2 năm nay là 11.963 đơn vị, giảm 1% so với 11.843. Giá cả cho thuê trung bình ngày một tăng cao. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ Bachelor là 1.716 đồng, tăng 10.6% so với 1.551 đồng. Giá cho thuê trung bình cho một phòng ngủ là 2.055 đồng, tăng 10.4% so với giá cho thuê của quý 2 năm 2017 là 1.861 đồng. Giá cho thuê 2 phòng ngủ trung bình là 2.755 đồng, tăng 8.8% so với giá 2.533 đồng cùng thời kỳ năm ngoái. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ 3 phòng ngủ là 3.469 đồng, tăng 10.2% so với 3.148 đồng. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ dùng Toronto là 2.512 đồng. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ tại vùng Peel là 1.998 đồng. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ dùng York là 1.863 đồng. Giá cho thuê trung bình cho căn hộ 2 phòng ngủ vùng Houghton là 1.884 đồng. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận, quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên các tờ báo Thời Báo và Thời Mới. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và cho thuê bất động sản. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video tóm tắt thị trường cho thuê condo quý 2 năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ sau.